hai cô gái bất chấp mưa lớn lao ra cứu ông lão bán vé số bị nước cuốn. Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ông lão bán vé số ở Kon Tum bị nước cuốn giữa trời mưa lớn. Thấy vậy, hai cô gái bất chấp dòng lũ, dông sét lao ra cứu ông lão và đưa vào nhà. Đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người đã có lời khen ngợi về lòng dũng cảm và hành động ý nghĩa của hai cô gái trẻ. Qua tìm hiểu, sự việc trên được ghi lại tại một quán ăn trên đường Hà Huy Tập, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo chủ quán là bà Phạm Thị Nhung, tối ngày 30 tháng 8, ở Kon Tum có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập gần nửa mét. Đường Hà Huy Tập khá dốc nên dòng nước đổ về rất nhanh và mạnh. Khi ấy, ông lão bán vé số này đang đi qua đường, bị dòng nước cuốn trôi cả người lẫn xe đạp đi hơn 5 mét. Thấy ông lão bị dòng nước cuốn trôi, hai nhân viên làm trong quán là chị Trương Thị Mỹ Trường và Y Chun bỏ công việc để lao ra cứu ông. Dòng nước chảy mạnh khiến hai cô gái rất chật vật để giữ ông lão và đưa vào quán. Thấy vậy, một nam thanh niên đi ngang cũng dừng lại lội nước đi tìm chiếc xe đạp giúp ông lão bán vé số. Chị Y Chun cho biết, thấy ông lão bị nước cuốn trôi, tôi chẳng suy nghĩ mà lao ra giữ ông cụ lại. Dòng nước chảy mạnh khiến tôi và chị Trường bị ngã nhiều lần, đôi dép cũng bị cuốn trôi. Tôi nghĩ, ai vào trong tình huống này cũng sẽ làm như vậy.